Phật dạy, này thiện hiện do nhân duyên này nên biết Đại Bồ Tát cũng lại như thế, hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì các hữu tình theo căn cơ mà thuyết pháp, tuy chẳng phân biệt phá hoại pháp tướng, nhưng có thể như thật an lập hữu tình khiến họ an trụ ở bậc thích hợp, tuy đối với hữu tình và tất cả pháp hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, nhưng khiến hữu tình giải thoát chấp trước, vọng tưởng điên đảo, không buộc không mở, vì phương tiện vậy vì sao? Này thiện hiện, vì bản tánh của sắc không buộc không mở, bản tánh của thọ tưởng hành thức cũng không buộc không mở. Bản tánh của sắc không buộc không mở thì chẳng phải là sắc, bản tánh của thọ tưởng hành thức cũng không buộc không mở thì chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì sắc cho đến thức rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện bản tánh của nhãn xứ không buộc không mở bản tánh của nhi tĩ thể thân ý xứ cũng không buộc không mở bản tánh của nhãn xứ không buộc không mở thì chẳng phải là nhãn xứ bản tánh của nhi tĩ thể thân ý xứ cũng không buộc không mở thì chẳng phải là nhi tĩ thể thân ý xứ vì sao vì nhãn xứ cho đến ý xứ rốt ráo thanh tịnh này thiện hiện bản tánh của sắc xứ không buộc không mở bản tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không buộc không mở bản tánh của sắc xứ không buộc không mở thì chẳng phải là sắc xứ bản tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ không buộc không mở thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ vì sao vì sắc xứ cho đến pháp xứ rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện bản tánh của nhãn giới không buộc không mở bản tánh của nhi tĩ thiệt thân ý giới cũng không buộc không mở bản tánh của nhãn giới không buộc không mở thì chẳng phải là nhãn giới bản tánh của nhi tĩ thiệt thân ý giới không buộc không mở thì chẳng phải là nhi tĩ thiệt thân ý giới vì sao vì nhãn giới cho đến ý giới rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện bản tánh của sắc giới không buộc không mở bản tánh của thanh hương vị xúc pháp giới cũng không buộc không mở bản tánh của sắc giới không buộc không mở thì chẳng phải là sắc giới bản tánh của thanh hương vị xúc pháp giới không buộc không mở thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp giới vì sao vì sắc giới cho đến pháp giới rốt giáo thanh tịnh